các bác nhá. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em giới thiệu bác một con Daikin. Daikin đầu bò đầu trâu đây, nó siêu quái vật. Con này có một cái màu rất đặc biệt nhá, màu hường. Đấy. Rất đẹp. Bác nào yêu thích thương hiệu của Daikin thì tham khảo em này nhá. Em này thì về trong tình trạng thì em thực sự các bác không biết chê nó ở chỗ nào nữa. Đấy, cái mặt bình thường lúc nào nó cũng bị chảy xước các bác nhá, nhưng mặt con này thì còn rất là đẹp các bác ạ. Đây. Chút xíu chỗ này, cái này thì các bác bỏ qua nhá, tại vì nó quá nhỏ luôn ở bên sườn này, chút xíu thôi, lấm tấm thôi. Còn cái mặt nó này, các bác nhìn thấy không? Đấy. Con này màu này nó cũng rất là sạch. Đây, đẹp không? Các bác nhìn nhựa của nó chưa? Nhựa cực kỳ chất, thường thường nó sẽ bị ố vàng cái phần này rồi. Đấy, tại vì nó để lâu rồi ấy. Nhưng mà con này không biết sao nó còn đẹp như thế, đẹp lắm. Quay các bác sau lưng các bác nhá. Tai còn đẹp này. Đấy, nhựa còn cực đẹp luôn. Đặc biệt bên trong này các bác nhá. Đấy, sáng loáng, nắng o các bác ạ, nhìn này. Đấy, quay ra ánh sáng cho bác coi ấy. Nhìn cho nó rõ ràng đẹp đẹp. Không quay trong phòng cho khi tối chứ, còn nhựa các bác nhìn thấy này. Co bác coi bằng đèn. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đấy, nhựa như quá chất luôn. Máy chạy ok rồi bác nhá. Đấy. Con này là 83W. Đấy, bắt chưa? Đó. Cái đó nó kêu không no đâu các bác nhá. Tại vì là mình quay ấy. Mình quay ấy, là cánh nó cạ vào cái thân nhựa này, Daikin nào cũng vậy hết đấy. Mình để yên một chỗ thì không sao, tại vì mình quay ấy. Đấy, tại vì cái phần này của nó tiếp giáp với cả sát với cái cánh quạt luôn. Đây, 81W, 2009 các bác nhá. Đấy. Đây, em sẽ mở máy cho bác coi bên trong đẹp như thế nào. Đó. Đây, nội thất. Đây, đẹp chưa các bác nhìn. Con này là con này còn 3 miếng phổi nhá. 3 miếng phổi này còn mới choác luôn, cứng cựa luôn. Đấy, đẹp chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, một em đáng để chơi các bác nhá, sưu tầm. Đẹp chưa? Đó. Rất mới các bác nhá, chỉ mưa lọc điện. Con này nó hay nó rứt cả muỗi đâu các bác ạ. Đây đấy. Rất mới nhá, người ta dùng rất ít cái con này, còn 3 miếng phổi của nó sự cua tiếp theo kìa. Nó là A4 đấy các bác thấy không? Ừ, nó có 4 miếng. Đây này, đẹp chưa? Đấy. Con này đặc biệt là cái người sử dụng nó chưa sử dụng cái tính năng ủ ẩm. Đấy. Như là nó mới có thay vào nọc thô rồi, mua chưa hết một tấm rồi các bác. Chưa hết xài hết một tấm thì ăn thua gì. Đấy. Đây, em sẽ kéo cái bình nước ra. Đấy. Bác nhìn thấy chưa? Bình nước này dính tí bụi thôi nhá. Đấy. Mới không? Nó chưa đổ nước các bác ạ. Tại sao em biết nó chưa đổ nước? Thì đây là cái này thì mình mới phát hiện ra nó chưa đổ nước, các bác nhìn thấy không? Một miếng băng keo xanh này. Đấy, nó mới nọc khô thôi. Đây, đấy. Nếu mà nó đổ nước rồi bắt buộc nó phải gỡ cái này ra các bác nhá. Cái miếng này ra này. Đấy. Cái miếng này nào, miếng nam châm đó. Để nó báo nó có nước hay không có nước này. Đó. Đây, em vẫn để nguyên nhá. Bác về bác xài thì bác gỡ ra nhá. Không thì em gỡ ra cũng được. Đấy, mới chỉ có nọc bụi thôi các bác nhá. Đây là bụi nó dính vào đây thôi. Còn miếng nam châm các bác nhìn thấy không? Mới tinh. Đấy. Nó chưa đổ nước vào đây. Nhưng mà nhìn như này, này. Thường thường bên đó mà dùng nó đổ nước ít nhiều thì nó cũng sẽ bị dính tí cặn. Cặn nước ấy, tại bên nó vôi ấy, gọi nước vôi. Đấy. Chứ ở đây thì không có tí nào luôn. Quá đẹp luôn các bác. Nó cầu là nó xuất sắc. Đấy. Công suất khỏe nhá. Xài cho phòng khách thoải mái luôn. Đấy. Các nào thích thương hiệu Daikin mà một con máy nó đẹp, gần như là nó toàn diện rồi các bác ạ. Đấy. Chỗ này thì em chỉ lau sơ cái này nó sạch ngay nhá. Cái này nó sơ sát chút. Em cũng không ngờ là nó về với tình trạng nó đẹp được như thế này. Tại vì là bên kia người ta quăng ra ngoài bãi rác các thứ ấy. Đấy, nói chung là chất đống chất điếc lên, nhưng mà sao con này nó về sao đẹp thế không biết nữa các bác ạ. Thì dự không hề quảng cáo, nhưng mà con này nó quá là đẹp rồi các bác ạ. Xuất sắc các bác nhá. Đấy. Đấy, không phải là vớ vẩn. Nó không khí bù ẩm luôn. Đấy. Đẹp long lanh. Đấy, em sẽ dán phần tiếng Việt lên đây cho các bác nhé. Đấy, những cái cơ bản. Đấy. Đấy, đẹp không? Đấy. Mới chắc luôn các bác ạ. Cái phần mà dâu điện của nó vẫn còn nhé. Chưa đứt. Có những con nó chạy nhiều đứt. Đấy. Bác nào yêu cầu con hàng đẹp chất lượng thì đây là một con các bác có thể tham khảo nhé. Đấy. Đấy, và một cái màu rất là yêu thương.
Đấy, yêu thương nồng nhiệt luôn. Đẹp quá là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, quạt chưa có bám bụi luôn bên trong. Ok. Con này giá của nó là 3,5 triệu các bác nhé, 3 triệu 500 ngàn đồng. Nó đẹp đến mức độ như thế này thì các bác thì còn gì để chê nữa. Đấy. Nhanh tay alo cho em sở hữu một con đẹp xuất sắc với tình trạng như thế này. Thank you các bác nhé. Sợi dây điện của nó các bác nhìn này, nó trắng như thế này đã biết là nó mới cỡ nào rồi. Đấy. Thank you các bác.